đợi chắc 12 giờ ấy nhỉ. À, nó còn còn kia ăn nó ngon, nó chát mà bên trong chua quá. Nó vàng. Nhiều con này lúc lúc đâu cho tôi qua cái lồng lồng đi. Đó lúc mà ở trong có tôi qua cháy cái lồng lồng. Em tưởng tí nó cháy không? Ờ, cũng cháy nó rồi. Wow, con này. Con mình quay lợn nha, mình sẽ nuôi mỡ. À, tí nó gần tí mình sẽ nuôi ít mật ong lên nha các bạn nhé. Để cho nó tạo màu. Lợn nó sẽ có màu vàng nữa, làm rất là ngon. Giòn, giòn. Da của mình. Chín rồi. Nào đấy, chín nào, đi đây. Khỏi rồi, cái mặt đây rồi. Nhanh nhanh, nóng nóng nóng. Nhanh. Cho con này sang kia đi. Hay là để đấy. Để đâu? Để đấy được. Cái lau này. Thôi, chín rồi, chín rồi. Nó chạy nhong nhong, mặt nhau nhau nhìn. Thì đường này. Ngon nghiện, ngon dọc. Chạy ra đâu ngon nghiện, ngon đầu. Ui, qua đây nó không có chảy nước ta. Hai anh em tôi quay cũng rất là vất vả rồi. Và bây giờ chín rồi đó chứ. Này các bạn này, rất là giòn nhá. Bây giờ anh em tôi sẽ lấy con này đi vào trong suối. Anh em tôi sẽ tổ chức cho cái ăn uống rồi tắm nha các bạn nhá. Cho nó mát, bởi vì bây giờ 12 giờ trưa nắng chang chang, anh em ngồi ăn cũng không mát lắm. Các bạn hãy theo dõi hành trình hai anh em tôi nhé. Cái này hơi ấy, cho mẹ bao nhỉ. Cái này á. Rồi, này đi vào khe thác. Cái này quá trình anh em tôi đi suối nha các bạn. Khe nước suối. Đợi đường rất là treo leo. Dốc đá các bạn. Xuống dốc này. Đấy, anh em tôi đã tích thác nước ở đây rồi. Đến chỗ suối các bạn nhé. Wow, chi là tuyệt vời này. Có thác nước các bạn nhé. Đây cái vũng nước này. Anh em tôi sẽ tổ chức ngồi ở đây. Wow, rất là đẹp. Gành đá này các bạn này. Rất đẹp nha các bạn ơi. Đá chồng lên nhau luôn. Wow, sao lại có cái thác đẹp này các bạn nhỉ. Wow, đây là Tam Mao Đệ Đệ. Em đã dẫn chúng tôi đến chỗ này các bạn nhé. Wow, có một thác nước đá. Rất là tuyệt vời. Wow, đúng là cảnh thiên nhiên. Hôm nay lần đầu tiên mấy anh em tôi cũng đến thác nước này các bạn nhé. Nước bóng. Chào các bạn nhé. Anh em tôi đã đến địa điểm chân suối rất là đẹp. Tôi đến nơi tập kích. Đó, nó đây là quá trình như thế này, thay đổi.